Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Mỗi khi anh em sinh viên làm về đồ họa, vẽ vời 2D, 3D thường thì sẽ quan tâm đến những cấu hình sử dụng lâu dài, nhiều công nghệ. Và hiển nhiên nếu như làm nặng đô một chút thì sẽ quan tâm và sử dụng nhiều liên quan đến PC. Đây là một điều đơn giản và dễ hiểu bởi vì PC chúng ta có nhiều lựa chọn sử dụng. Chúng ta có thể lắp thêm RAM dễ dàng, CPU mua dễ, main và cả đồ họa dành cho sinh viên, học sinh thì cực kỳ nhiều. Những em game thủ cũng đều có thể lựa chọn những sản phẩm tương đồng. Tuy nhiên thì những công việc liên quan đặc thù tính toán phần cứng có yếu tố ảnh hưởng đến GPU thì sẽ hơi khác một chút. Nếu như đơn giản và dễ hiểu thì anh em có thể mua mẫu card đồ họa thông thường này để phục vụ cho nhu cầu cả chơi game lẫn làm việc. Điều đấy là rất thực tiễn và đỡ phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có một số những anh em cần phải sử dụng card đồ họa chuyên dụng bởi vì sức mạnh đến từ phần cứng ở bên trong, hoặc đơn giản là phụ huynh không muốn mua những mẫu card đồ họa có yếu tố gắn với chơi game. Thì ở phân khúc chuyên dụng hiện tại thì chúng ta sẽ có một số những lựa chọn thôi. Thì với AMD thì ngày xưa chúng ta có dòng 5 Pro, thế nhưng hiện tại chỉ còn là dòng Pro mà thôi. Có thể thấy ở trên tay mình đây là một mẫu card đồ họa thuộc dòng Pro, trông nó khá là hài hước bởi vì năm 2022 rồi chúng ta vẫn có một mẫu card đồ họa nhìn trông giống hệt như các mạng. Dĩ nhiên thì đấy là một vài những suy nghĩ trong đầu mình khi mới nhìn qua và sờ vào card đồ họa này. Về một chút liên quan đến cái dòng line sản phẩm Pro của AMD thì đây là cái dòng sản phẩm phục vụ cho những nhu cầu liên quan đến phần cứng GPU, ví dụ như những thao tác liên quan bộ công cụ của Adobe Premiere Pro hoặc là bộ công cụ của AutoDesk, cụ thể là phần mềm AutoCAD. Với phiên bản mình đang có đây là phiên bản có tên mã là VK6400, là phiên bản thấp nhất trong dòng 3 sản phẩm được ra mắt của AMD. Ngoài việc đây là phiên bản thấp nhất và cái thiết kế nhìn trông hơi hài thì mức giá cũng là điều mà anh em quan tâm. Thì với mức giá được đề xuất là hơn 200 đô và đây là một mẫu card sử dụng, đó chính là thuần đồ họa, thế nên nó sẽ nằm lẫn lộn trong phân khúc liên quan đến chơi game. Nhưng thôi, để cho anh em dễ hình dung hơn thì mình sẽ phân tích một chút những yếu tố liên quan đến phần thông số. Thì MVK6400 được sử dụng nhân GPU Navi. Navi là cái hiện tại là nhân GPU tốt nhất của AMD, được sản xuất trên cái tiến trình đó là 6 nanomet và được trang bị là 768 nhân stream processor. Với cái việc được sản xuất trên tiến trình 6 nanomet, AMD cũng đã trang bị cho sản phẩm đó chính là 4GB VRAM DDR6 sử dụng PCIe 4.0. Nhìn bên ngoài trông hơi buồn cười, thế nhưng ở bên trong chúng ta có rất nhiều những công nghệ. Với việc sử dụng băng thông PCIe 4.0 thì điều bắt buộc anh em cần phải quan tâm đó là cái cấu hình chúng ta sử dụng cũng phải hỗ trợ PCIe 4.0. Nhưng trên thực tế cái mẫu card đồ họa này chỉ sử dụng 4 làn PCIe 4.0 mà thôi. Chúng ta có thể gọi nhanh là 4x4, thế nhưng vẫn cần phải cắm vào khe X16 bởi vì cái kích thước là kích thước X16. Thế nên nếu như anh em nào mà sử dụng hai card đồ họa, một liên quan chơi game và một liên quan đến làm việc, thì cũng cần phải cân nhắc và sử dụng cho phù hợp nhất. Còn nếu như anh em mà sử dụng có một cái thôi thì cắm vào cái khe X16 là xong, chỉ cần Gen 4 là đã có thể sử dụng và hỗ trợ rồi. Thì với cái cấu hình chuẩn combo đồ họa liên quan đến AMD thì cái mẫu CPU và bo mạch chủ cũng cần phải hỗ trợ chuẩn cái PCIe 4.0. Với CPU thì anh em chỉ cần sử dụng CPU AMD Ryzen 5 3000 năm trở lên là chúng ta đã hỗ trợ PCIe 4.0 rồi. Tuy nhiên thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn những dòng CPU cao cấp hơn, cụ thể là AMD Ryzen 5 5000 series để có thể nhận được chương trình khuyến mãi của AMD, chip khan hàng mua ngay kẻo hết ngang, thì bao gồm vô cùng nhiều những phần quà để anh em có thể lựa chọn. Chỉ cần sử dụng những cái dòng CPU từ AMD Ryzen 5000 series trở lên là chúng ta đã có cơ hội nhận quà của AMD rồi. Thì quay trở lại một chút đi, liên quan đến mẫu CPU với AMD Ryzen 5 5600X thì đây sẽ là một mẫu CPU có 6 nhân máy luồng xử lý và dĩ nhiên sẽ phục vụ rất tốt cho nhu cầu sử dụng đa dụng vừa chơi game vừa làm việc. Riêng về thành phần bo mạch chủ thì đây là điều bắt buộc nhé, anh em sẽ phải sử dụng là B550 trở lên. Nếu như anh em nào mà sử dụng PCIe Gen 3 thì vẫn có thể tương thích ngược, chúng ta vẫn có thể cắm được, thế nhưng băng thông sẽ bị giảm đi đáng kể và sẽ có ảnh hưởng đến card đồ họa của dòng Pro này. Một số những công nghệ cơ bản không bị ảnh hưởng, ví dụ như cái công nghệ xuất đa màn hình thì đằng sau đây trông thì nhỏ nhỏ ấy thôi, chúng ta sẽ có hai cổng DisplayPort để anh em có thể xuất đa màn hình, không phải hai cổng xuất được hai màn hình đâu, xuất được nhiều hơn đấy. Thế nhưng anh em cần phải tìm hiểu về công nghệ này của AMD. Và một công nghệ nữa liên quan đến 10 bit màu, đây là một trong những công nghệ hầu như mẫu card nào của AMD cũng hỗ trợ 10 bit màu. Thế nên nếu như anh em mà muốn tận dụng thì hoàn toàn có thể sử dụng những cái mẫu màn hình có 10 bit màu, thế nhưng mức giá cũng cần phải đáng quan tâm để đầu tư đấy. Không để mất thời gian nữa, chúng ta sẽ vào ngay với thao tác trải nghiệm. Đầu tiên với AutoCAD thì mình sẽ có một file vẽ 2D đã bật hỗ trợ phần cứng lên, thì về mặt trải nghiệm là khá mượt mà. Máy nhà mình thử dụng cái file này thì hơi lag một chút, có thể là do cái cấu hình của mình cũ rồi và đây là một cấu hình mới. Và việc thay đổi những góc vẽ như anh em thấy là cực kỳ thoải mái với một file vẽ 2D. Nặng hơn một chút xíu thì chúng ta sẽ thử với Blender. Sức 3D hiện tại thì mình sẽ có một file khá đơn giản thôi, thế nhưng với Blender cũng đủ sức để chúng ta có thể
thử cái mẫu cạc đồ họa tập trung giá rẻ để xem cái sức mạnh bên trong như thế nào. Thì với một file mình đã preview và mức load như anh em thấy thì cái chuyển động là tương đối mượt mà, 200 đô trông nhỏ nhỏ mà cũng khá là thú vị đấy. Và mình cũng nói trước, đây là một dòng chuyên phục vụ cho nhu cầu thuần làm việc, thế nên nếu như anh em nào mà so sánh mà chúng ta không so sánh làm việc, chúng ta so sánh đến cái khía cạnh chơi game và mang cái mẫu cạc đồ họa này so với một dòng khác chuyên chơi game thì chắc chắn sẽ là sai sai một chút. Thế nhưng khi mà anh em nào mà sử dụng, chúng ta làm việc, tất nhiên chúng ta vẫn có một chút cái khoảng thời gian rảnh để chúng ta có thể chơi game, thì những cái tựa game online như là CSGO và Valorant thì vẫn có thể đảm bảo được cái mức độ trải nghiệm mượt mà dành cho anh em. Anh em sử dụng màn hình có tần số quét cao thì vẫn có thể chơi được. Tất nhiên thì chúng ta sẽ cần phải tối ưu hóa một chút liên quan đến setting và cái độ phân giải mà chúng ta nên chơi là độ phân giải là Full HD. Còn với tựa game Apply thôi, anh em đừng có mang mẫu cạc đồ họa này ra chơi game Apply bởi vì nó chỉ phù hợp để chơi game online thôi. Quay trở lại một chút đi với cái phần thiết kế của mẫu cạc đồ họa này. Nhìn sơ qua bên ngoài một chút thì bên ngoài đây trông tưởng nhựa nhưng thực tế đây được làm từ kim loại, và ngay bên dưới sẽ có một ống đồng và các hy sinh bằng nhôm, và ở giữa sẽ có một quang. Với hệ thống tản nhiệt này thì sẽ khá là xem khi so với hệ thống tản nhiệt lồng sóc nhỏ gọn, có thể cảm vào bất kỳ một mẫu main nào mà anh em mong muốn. Và xung quanh ở đây cũng không có bất kỳ một nguồn phụ nào, thế nên khi anh em sử dụng, anh em chỉ cần một bộ nguồn từ 350W trở lên là đã có thể sử dụng được rồi, rất đơn giản thuận tiện nếu chúng ta mua về cắm vào sử dụng luôn, không cần quan tâm đến hệ thống nguồn. Hầu hết những cái hệ thống nguồn khi em mua về đều dư giả một chút, và chúng ta cũng không cần phải thay nguồn khi mà mua em các đồ họa này về đâu. Vậy thì anh em đánh giá sao về cái dòng sản phẩm Pro mới của AMD? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.